iPhone 13 series chính hãng về Việt Nam vào tháng 10, giá từ 21,99 triệu đồng. Dạng sáng nay 15 tháng 9, sự kiện ra mắt sản phẩm mới của Apple California Streaming đã diễn ra với tâm điểm là loạt iPhone 13. Không nằm ngoài dự đoán, iPhone 13 series năm nay được trình làng với 4 phiên bản iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro và 13 Pro Max. Các mẫu iPhone năm nay đều có thiết kế cạnh vuông vắn tương tự iPhone 12 iPhone 13 mini có kích thước nhỏ 5,4 inch, màn hình OLED với độ sáng cao hơn 28% thế hệ cũ và độ tương phản tốt. Cụm hai camera đặt chéo nhau, máy có 3 tùy chọn bộ nhớ là 128, 256 và 512 GB với các màu pink, blue, midnight, starlight và red, giá bán từ 699 USD. iPhone 13 có thiết kế và màu sắc tương tự iPhone 13 mini, ngoại trừ màn hình lớn hơn là 6,1 inch iPhone 13 cũng có 3 tùy chọn bộ nhớ là 128, 256 và 512 GB, giá bán từ 799 USD. iPhone 13 Pro được trang bị màn hình OLED 6.1 inch tần số làm tươi, linh động từ 10 Hz đến 120 Hz. Cụm camera của iPhone 13 Pro có kích thước lớn chứa các cảm biến lớn hơn so với tiền nhiệm. Cụ thể, camera góc thường có khẩu độ f trên 1.5, camera góc siêu rộng hỗ trợ lấy nét có khẩu độ f trên 1.8 lớn hơn. Trong khi đó, camera tele có tiêu cự 77mm giúp đem đến khả năng zoom quang học 3x so với 2.5x của iPhone 12 Pro Max. iPhone 13 Pro được trang bị con chip A15 Bionic mới với 2 nhân hiệu năng cao, 4 nhân tiết kiệm điện và 5 nhân GPU. Máy có các phiên bản bộ nhớ 128, 256, 512GB và cả 1TB màu Graphite, Gold, Silver và Sierra Blue. Giá khởi điểm của iPhone 13 Pro là 999 USD. iPhone 13 series mới năm nay có sự cải tiến mạnh mẽ về camera, đây luôn là điểm được người dùng yêu thích nhất trên iPhone. Thời gian sử dụng pin lâu hơn và bộ nhớ từ 128 GB là những điểm cộng thêm của sản phẩm. Sau nhiều năm mở bán iPhone chính hãng tại Việt Nam, chúng tôi nhận thấy màu mới của iPhone luôn tạo ra sự hấp dẫn và nhu cầu cao trong việc lên đời. Ngoài loạt iPhone 13 thì các sản phẩm mới như Apple Watch Series 7 và iPad mini cũng rất ấn tượng, hứa hẹn tạo nên một mùa mua sắm cuối năm bận rộn tại Việt Nam. Ông Nguyễn Thế Kha, giám đốc khối viễn thông di động hệ thống FPT Shop chia sẻ sau sự kiện ra mắt các sản phẩm Apple năm nay. Cũng theo hệ thống bán lẻ FPT Shop, sau khi Apple ra mắt sản phẩm mới thì các mốc thời gian dự kiến chào đón loạt iPhone 13 như sau. Từ ngày 15 đến 30 tháng 9 sẽ nhận đăng ký trước sản phẩm từ ngày 1 đến 28 tháng 10, nhận đặt cọc sản phẩm và ngày 29 tháng 10 dự kiến mở bán chính thức tại Việt Nam. Về giá bán, FPT Shop cho biết giá khởi điểm sẽ là 21,99 triệu đồng cho bản iPhone 13 mini và cao nhất là 49,99 triệu đồng cho bản iPhone 13 Pro Max dung lượng 1TB.